Wah. Woi. Kepalanya. Thank điên đấy. Thật điên làm sao đây? Tao gặp biến rồi. To không? To như một cái kho luôn đấy. Nổ luôn. Tên, địa chỉ, thằng nào bắt nạt mày, để tao gọi 500 anh em ra. Người yêu tao. Tự giải quyết đi. Thôi, đừng xa em đêm nay. Mày điên à, người yêu mày thì bố tao không giải quyết được. Làm sao? Tự nhiên nó nhắn tin cho tao là mình chia tay đi. Hôm thứ 6 ngày 13 anh đã không gọi điện và nhắn tin cho em. Như vậy chắc chắn là anh đang đi với một con nào khác. Nó cứ tự tưởng tượng ra như thế đấy chứ. Mày bảo hôm nào nhỉ? Thứ 6 ngày 13. Thứ 6. Ui ôm ơi, cái đấy từ tháng trước rồi. Mày cũng nhận ra, đúng thế. Nhưng mà này, cho anh em với nhau tao hỏi thật này. Hôm đấy mày có đi với con nào không? Tao không. Tốt rồi. Nhớ. Thế thì nước non gì nữa. Tao hỏi mày tận một tháng rồi ai mà nhớ được. Khó nhỉ. À mày mạng gì nhỉ? Tao á? Ừ. Thổ, lộ bằng thổ. Mà thấy thầy bảo là năm nay là cưới được đấy. Thằng điên. Tao hỏi mày dùng mạng di động gì, điện thoại. Điện thoại. Biết theo. Xong. Mọi thứ đã được giải quyết. Giải quyết cái gì? Dùng My Viettel. Không chưa? Được rồi ông ơi. Bảo mà dùng My Viettel ra luôn. Này, tôi có gọi điện cho người yêu tôi mà. Đây ông thấy chuẩn không? Từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ tối không trượt một phát nào luôn. Thế mà tại sao nó lại tức tôi nhở? Không lệnh một phút. Ờ. 3 tháng rồi. Đúng rồi. Tao ạ mày luôn đấy Toàn ạ. Này nhưng mà cứ phải cái khung là 8 giờ 9 giờ tối à? Ừ, nó bảo là giờ đấy mới lãng mạn. Tao thấy giờ đấy như kiểu của người âm. Lệch phát chia tay. Ừ. Thì nó chia tay mày là đúng rồi. Đúng đấy gì? Mày nhìn này, hôm thứ 6 ngày 13 nhá. Ông lệch hẳn 12 tiếng. Ông gọi cho nó từ 8 giờ 9 giờ sáng. Nó chia tay ông mà đúng rồi. Mai Viettel có bao giờ sai không? Tao sai rồi. Đúng rồi, mày sai rồi. Anh sai rồi. Mày sai là cái chắc này. Em ơi, sai rồi. Mày tính Toàn này. Anh sai rồi. Được đấy, Toàn này, số đông người Toàn này. Thằng bà cháu nó thất tình. Toàn này. Anh sai rồi.